Vivi đã quay trở lại. Thưa các bạn đã bao giờ nghe đến những tập tục như là ấu hôn, đám cưới ma hay là thậm chí kết hôn với thần linh hay chưa? Những tập tục tưởng chừng như chỉ có trong cổ tích, nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng vẫn đang tồn tại. Và ngày hôm nay, xin mời bạn hãy cùng Giải Mã TV đi khám phá về những tập tục kết hôn kỳ lạ nhất trên thế giới ngay trong video sau đây nhé! Thứ nhất là tập tục ấu hôn, tức kết hôn với trẻ em. Châu Âu thời kỳ Trung Cổ, có tục lệ cho phép các bé gái từ 12 tuổi được phép kết hôn. Ngoài ra, khi các bé gái từ đủ 5 đến 7 tuổi, được coi là đủ điều kiện để đi đến hôn nhân. Ngay khi kết hôn, những bé gái này sẽ được đối xử bình đẳng như một người lớn. Ngày nay, mặc dù tập tục ấu hôn đã được quét sạch khỏi châu Âu, nhưng ở nhiều vùng thuộc các nước đang phát triển, tình trạng này vẫn diễn ra khi những bé gái bị bán đi để kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Thậm chí, lớn hơn cả tuổi cha mẹ mình, nhằm mang lại những vận may kinh doanh cho gia đình họ. Tục ấu dâm diễn ra ở các bé gái mới dậy thì thường diễn ra phổ biến tại vùng Sahara, Nam Phi và trong thế giới Hồi giáo, đặc biệt là ở đất nước Yemen, một đất nước nghèo nhất thế giới Ả Rập. Tại nhiều vùng nông thôn ở những đất nước này, nhiều bé gái kết hôn khi mới lên 8 tuổi. Thứ hai là Devadasi, kết hôn với thần linh. Hình thức hôn nhân kỳ lạ này xuất hiện tại khu vực phía Nam Ấn Độ. Theo đó, một cô gái trẻ sẽ kết hôn với một vị thần linh trong truyền thuyết hoặc trong một ngôi đền. Từ Devadasi, dịch ra có nghĩa là người phục vụ thần linh. Theo phong tục, một số bé gái sẽ được cho kết hôn với thần linh trước khi cô bé chào đời. Sau đó, những bé gái này phải trở nên thật hấp dẫn, chăm chỉ, thông minh và múa giỏi. Nhiệm vụ của các bé gái này là múa hát vào mỗi buổi sáng và tối cho các vị thần. Ngược lại, họ sẽ nhận được những công quả từ các tín đồ quyên góp trong đền. Ngoài ra, các cô gái còn được chào đón tại các đám cưới với hy vọng sẽ mang lại những điều tốt lành cho các cặp đôi mới cưới. Những Devadas được tôn trọng và có địa vị cao trong xã hội so với những người phụ nữ thông thường. Tuy nhiên, ngày nay, Devadasi đang bị vớ bẩn và trở thành một hình thức mại dâm cho những thầy tu và những kẻ lắm tiền nhằm kiếm trác trong các ngôi đền ở vùng nông thôn. Những cô gái con nhà nghèo hoặc có địa vị thấp sẽ bị bán vào các ngôi đền và giao dịch mại dâm một cách kín đáo. Những cô gái này thường được gọi là Yogini và bị cấm kết hôn bởi họ đã kết hôn với các vị thần linh hoặc nữ thần. Ba, tông quy, cưới vợ cho những người đồng tính. Hôn nhân và có con nối dõi đang trở thành một áp lực lớn và nở rộ trong xã hội Trung Quốc hiện nay, đặc biệt là đối với những người đồng tính nam, là một trong các con gia đình phổ biến ở đất nước đông dân nhất hiện nay. Giải pháp đưa ra cho những người đồng tính nam là một đám cưới với người vợ dị tính. Hôn nhân này được gọi là tông quy hay gọi là đồng thê, kết hợp chữ đồng chí đồng tình và chữ thê tử của vợ. Tuy nhiên, loại kết hôn này cũng có mặt trái của nó, đó là nhiều người phụ nữ khi kết hôn thường không biết gì về xu hướng tình dục của người chồng trước khi lấy, kết quả là họ không được thỏa mãn trong chuyện vợ chồng. 4. Tập tục tổ chức đám cưới ma ở Trung Quốc. Không cam lòng để người thân và gia đình đã chết mà vẫn cô đơn, nhiều vùng nông thôn ở Trung Quốc tổ chức đám cưới ma cho họ. Đám cưới ma hay còn gọi là âm hôn ở Trung Quốc là một tục tập vô cùng ghê rợn, được cho là đã có từ thế kỷ 17 trước công nguyên. Theo đó, một người đàn ông chết nhưng chưa kết hôn là điểm gở cho gia đình, vì thế anh ta phải được chôn cất cùng với một thi thể phụ nữ để cả hai được đám cưới lời cõi âm. Liềm vô lý cho rằng, nếu người thân chết khi chưa kết hôn, người ấy sẽ cô đơn ở kiếp sau hoặc linh hồn không được siêu thoát, ở lại và ám vào những người còn sống trong gia đình. Nếu muốn gia đình yên ổn, phải cưới cho người đã chết một cô gái hoặc tổ chức âm hôn, cho người đã chết một đám cưới lời địa phủ. Nếu cả đôi nam nữ đã đính hôn mà người con trai bỗng nhiên gặp chuyện không may, tự tử thì vị hôn thê sẽ phải làm đám cưới với người chết rồi về sống với gia đình chồng. Chính vì mê tín một cách mù quáng, ở nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, chủ yếu là vùng nông thôn các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc và Quảng Đông vẫn thường diễn ra những vụ cướp xác, mua xác phụ nữ về làm đám cưới ma.
Cũng vì những thủ tục này mà ở nhiều vùng nông thôn đó, những nhà có con gái độc thân chết sớm thường xuyên phải canh giữ mộ rất kỹ, nếu không muốn một ngày xấu trời, xác con mình bị đào lên và đem bán, trở thành một cô dâu ma bất đắc dĩ. Giá của những cái xác chết phụ nữ trẻ không hề rẻ, tùy từng vùng, xác một phụ nữ trẻ đã chết có giá từ vài chục đến vài trăm triệu. Giá tiền xác cô dâu ma được đo đếm dựa trên việc khi cô ấy còn sống, cô ấy còn độc thân hay không. Nếu được tổ chức công khai, thông thường đám cưới ma sẽ được tổ chức với các nét đặc trưng của đám cưới ma và cả đám ma. Cô dâu ma và chú rể ma được làm hình lộ, hai bên gia đình gặp nhau, ăn cỗ uống rượu và nhà trai sẽ tặng quà cưới cho nhà gái. Còn nếu là một đám ma xác ướp, đám cưới sẽ được tổ chức mà chỉ có mặt nhà trai, không ăn uống linh đình, xông tụ. Cho đến tận ngày hôm nay, đám cưới ma vẫn được tiến hành ở Trung Quốc, thậm chí nó phổ biến đến nỗi sinh ra một nghề mới. Nghề môi giới mua bán xác phụ nữ trẻ. Ngoài việc đào trộm mộ xác ướp, có những người môi giới trẻ có thể mua xác phụ nữ chết trẻ trực tiếp từ bệnh viện rồi liên hệ với những gia đình có nhu cầu. Mặc dù rất nhiều tên trộm đã xa lưới pháp luật, nhưng vẫn có những vụ đào mộ xác ướp xảy ra, gây kinh hoàng và rúng động dư luận. Và cuối cùng là tập tục bắt vợ của những chàng trai Hơ Mông trên Tây Bắc Việt Nam. Tục bắt trộm vợ của những người Hơ Mông Thái xuất hiện từ lâu đời, thể hiện sự tự do hôn nhân, lối thoát cho những hoàn cảnh nghèo, không đủ tiền để lo việc cưới. Trải qua hàng ngàn thế kỷ, tục lệ này vẫn là một phần trong bản sắc văn hóa của hai dân tộc này. Theo tục lệ, những đôi trai gái phải lòng nhau hẹn hò nhau trên rừng, hay phiên chợ rồi đến xế chiều, chàng trai nhờ một vài người bạn đến kéo cô gái về nhà làm vợ. Khi Tây Bắc bước vào mùa xuân là lúc những chàng trai Hơ Mông rộn ràng hẹn bạn chuẩn bị cho ngày đi bắt vợ, hay còn gọi là kéo vợ. Theo nhiều người ở nơi đây, tập tục kéo vợ có từ rất lâu đời, nhưng đôi trai gái đến tuổi cập kê phải lòng nhau, hẹn hò nhau ở trên rừng, trên đường, hay phiên chợ rồi đến khi xế chiều, chàng trai nhờ một vài người bạn lên điểm hẹn, kéo cô gái về nhà cùng mình. Mặc dù đôi trai gái yêu nhau, ước hẹn chung sống cả một đời, nhưng không có cô gái nào tự bước chân về nhà chồng, chàng trai phải tổ chức kéo thì cô gái mới chịu về. Đám kéo là càng nhiều bạn bè tham gia giúp, kéo càng quyết liệt thì đôi vợ chồng đó càng hạnh phúc và sống lâu, càng đông con nhiều của. Thường đối với người dân tộc Mông, khi trai gái đã ưng cái bụng thì họ sẽ về báo cáo với gia đình hai bên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, nhà trai sẽ mời ông mối sang nhà gái thưa chuyện, rồi làm lễ dạm hỏi, hay gọi là lễ ăn hỏi hẹn cưới, và cuối cùng là lễ cưới và đón dâu. Đám cưới thường được tổ chức vào mùa xuân khi mà đất trời giao hòa, vạn vật sinh sôi lầy lở. Nhưng trên thực tế, trong cuộc sống có rất nhiều đôi trai gái yêu nhau mà không lấy được nhau, chủ yếu là cha mẹ cô gái không đồng ý. Vậy nên tập tục kéo vợ là giải pháp hữu hiệu cho họ. Vào một ngày đẹp trời nào đó, chàng trai sẽ hẹn cô gái đến tâm tình, rồi nhờ người bạn thân bạn bè bí mật giúp sức kéo cô gái về nhà của mình. Cô gái dù biết mọi chuyện vẫn cảm thấy rất bất ngờ, kêu toán lên giả vờ kêu cứu, khóc lóc để người nhà mình biết đến cứu. Người ta cho rằng người con gái bị kéo về làm vợ mà không khóc lóc, kêu la thì bị coi như là hư hỏng, bị gia đình và làng xóm coi khinh. Khi người nhà cô gái mang gậy gộc đến cứu cô gái, các bạn của nhà trai sẽ xông ra đỡ đòn để chàng trai mang cô gái về nhà. Theo lệ của người Mông khi đi kéo vợ, nhà trai không được phép đánh lại nhà gái. Việc kéo vợ cũng rất khéo léo để chân cô gái không được chạm đất, không có lực giằng co, không đánh trả được, miệng không cắn lại được mà không gây thương tích cho cô gái. Khi về gần đến nhà trai, toàn người kéo vợ cử một người chạy trước về báo với những người chờ sẵn trong nhà, như là bố mẹ hay là cô chú của chú rể, để bắt một đôi gà, một gà mái tơ, một gà trống chưa gáy đợi sẵn ở cửa chính khi đoàn người kéo cô dâu về thì làm phép, sau đó cô gái mới được đưa vào nhà. Trong bữa cơm thiết đãi những người đi kéo vợ, nhà trai sẽ cử một người sang báo tin cho nhà gái biết nhà trai đã kéo được con gái họ về làm dâu nhà trai. Chính vì vậy, khi biết con gái nhà mình đã bị người ta kéo về làm vợ, dù có không đồng ý, có mức thì đa phần nhà gái cũng đành đồng ý. Khi bắt được cô gái về, nhà trai bố trí cô gái ngủ cùng một trong các chị em gái của chàng trai trong 3 đêm. Đến sáng thứ 3, họ sẽ chuẩn bị làm bánh dày để đưa cô gái về nhà. Toàn người đi sang nhà cô dâu bao gồm chú rể, bố mẹ chú rể và người thân. Chú rể phải quỳ lại tất cả các thành viên nhà gái để làm quen. Nhà gái cũng tổ chức bữa cơm thiết đãi nhà trai.
Tại bữa cơm này, người đại diện nhà gái hỏi cô gái thật kỹ có thể chung sống cả đời với nhà trai được hay không. Nếu thực sự ưng thuận, gia đình nhà gái vui vẻ dọn tư trang của cô gái đem về nhà chồng, mọi việc chuẩn bị cho đám cưới bắt đầu. Nếu như vừa đến nhà gái, người con gái buồn rầu khóc lóc van xin cha mẹ không muốn về nhà trai thì hôn nhân này coi như bị hủy bỏ. Việc chung sống với gia đình nhà trai trong 3 ngày sẽ tạo những điều kiện cho người con gái làm quen với nhà chồng, công việc của nhà chồng. Nếu trong thời gian sống thử, cô gái cảm thấy chấp nhận được, đứa trẻ mới chính xác được bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Người Mông quan niệm rằng con gái khi đã bị người ta dùng gà trống làm lễ nhập nhà rồi thì có bỏ về nhà bố mẹ đẻ cũng không thể chấp nhận được. Cô gái đã trở thành người của nhà khác, khi chết cũng là ma của nhà khác. Hiện có nhiều ý kiến cho rằng bắt vợ là hủ tục, vi phạm pháp luật vì cưỡng ép hôn nhân. Nhưng cũng có ý kiến khẳng định việc làm này hợp lý vì pháp luật hôn nhân cũng tôn trọng phong tục tập quán. Ở góc độ văn hóa, Việt Nam là một đất nước có nhiều dân tộc và mỗi dân tộc, mỗi vùng miền lại có những phong tục tập quán khác nhau. Dù phong tục bắt vợ được xem là một nét đẹp văn hóa, mang tính truyền thống trong hôn nhân của một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng bắt vợ chỉ là một nét đẹp văn hóa nếu như cả nam và nữ đều đồng thuận và tuân thủ đúng quy định của luật hôn nhân và gia đình. Quả là những tập tục vô cùng độc đáo đúng không thưa các bạn? Và có ý kiến gì về những tập tục này thì hãy để lại bình luận của mình bên dưới phần video để chúng mình cùng thảo luận nhé! Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại những khán giả thân mến của Giải Mã TV.